Cậu lại xe về trước đi nhá. Đi đâu đấy? Này! Chờ. Thật tiếc cho anh là tôi vẫn còn sống. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng mà rất tiếc là tôi không muốn nghe. Châu, anh hãy tự trọng. Anh Phúc, tôi nhờ anh chút việc được không? Sao thế? Chị lại đau à? Không, tôi ổn mà. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh vì thời gian vừa rồi đã ở bên cạnh, bảo vệ và giúp đỡ cho tôi. Không có gì, tôi cũng xong nhiệm vụ rồi. Anh nói là Minh thích anh. Vậy có muốn tôi làm một phép thử cho anh không? Phép thử gì? Ui. Alo? Chị ơi, chị cứu mẹ với, chị ơi. Mẹ à? Mẹ! Mẹ có sao không? Ôi dồi ôi, cái thằng này! Điện thoại của mẹ đâu? Con gọi lại không được. Sao bây giờ mẹ mới đến à? Điện thoại của mẹ bị người ta giữ rồi. Mẹ mày tiếc cái điện thoại nên mới không dám trốn ấy. Ai giữ? Nó! Mẹ đi tìm thằng Hải đấy con ạ. Mẹ đi tìm mấy cái chỗ mà nó hay lảng vảng ấy. Mẹ bảo là mẹ đừng tìm nữa. Mẹ cứ đi tìm làm gì? Thằng này của một đống tiền thì sao không tìm nó thế nào? Thế xong rồi sao mẹ lại ngồi đây? Thì mẹ đánh nó. Mẹ đánh nó? Mẹ đánh nó đến mức nhập viện. Nó sao mà không dám đánh? Lúc điên lên rồi chả còn biết cái gì nữa. Ông chúa, chúng mày bắn nhau à? Anh xem nào. Hả? Công chúa mày. Sao mà nó đánh tôi? Anh ơi. Anh thương. Này, con đồ kia, đừng im lấy. Tôi làm gì mà anh thương.